bằng quý cô chú anh chị ơi, có con Hoa Mỹ đến đó quý vị. Kim Long vào để nói chuyện. Để nói chuyện chồng không con? Anh là trợ lý của anh Kim Long. Tướng tá ngon quá trời. Tướng tao trợ lý của anh. Thank you.
Đây biết chưa? Xèo. Mình đi xa xa để cho là tức là mình gọi là chị á, là cô mới đúng, mình gọi là chị đi, chị Hoa Mỹ là dễ dùng tự nhiên nha quý chị. Rồi giữ giới thiệu luôn nha, này sang quần luôn rồi. Ngôi sao ca nhạc Anh Quang xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cái cô mà cái cô mà nghĩ à, cô mà bữa hôm đó
Myself wondering, oh, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.